Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Thanh Toán 8.0. Nào mà sẽ hướng dẫn các bạn nhận 100 tóc cần XRP nha. Tất cả các bạn đầu tiên các bạn click chờ 3 dấu gạch, click phần link mô tả mình chờ 3 dấu gạch. Các bạn bấm nút sign up đăng ký một cái tài khoản. Đầu tiên feed name, last name, email, password. Trang này là cái trang thương mại điện tử thôi các bạn, chứ không có gì hết. Rồi các bạn bấm nút sign up nha các bạn. Thì khi anh em lên em email và bạn chờ lót chút xíu nữa các bạn. Santos. Rồi bước này nó kêu các bạn xác minh danh tính nha các bạn, xác minh bằng video tờ. Bước này các bạn bỏ qua nha các bạn. Rồi các bạn click vào ba chữ gạch nha các bạn. Các bạn bấm vào nút request transfer account. Request nha các bạn. Đây các bạn nhận được 100 token XRP nha các bạn. Này phía 5 đô. Rồi, mình đã nhận được 99.92 XRP tương đương với khoảng 5 đô nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc là comment Facebook nhận thêm 49 đồng XRP nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi cái Twitter của nó nhận được 49 đồng XRP để kiếm điểm thêm hoặc và bằng cách lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè nha tất cả các bạn. Link ghép mình nè. Rồi 1 XLB 0.05 UD các bạn. Giá trị hiện tại của nó bây giờ trên một cái con site này, hiện giờ mình nhận được cái đồng này hiện giờ nó đang pending nha các bạn. Khi nào kết thúc airdrop mình mới rút tiền được nha các bạn. Nhiều bạn thắc mắc nói sao rút tiền được chưa, chứ mình mới đăng ký mà chơi với airdrop phải từ từ nha các bạn. Các bạn từ từ, chịu khó thì chờ đợi thôi, đăng ký rồi đợi đi. Nào kết thúc bài rớp nó thì mình rút tiền được thôi. Vì vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.